Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nó sẽ là đào hang ở dưới đất khô ráo, có độ ẩm phù hợp, có nhiệt độ phù hợp. Nó đào 5-7 chỗ, cuối cùng nó mới chọn được một chỗ để nó đào xuống. Thì con igu nó cũng tương tự vậy. Trước khi nó đẻ đó, nó sẽ có cái hành vi là cào chuồng, tay cào, chân thì bươi lên. Cái này nó sẽ sắp những cái trứng lại với nhau. Rồi, tạm thời là vậy. Năm nay anh em muốn đầu tư cái mới thì anh em có thể sử dụng cái đất ấp cũ này làm cái chất nền cho đào. Mình sẽ làm con igu Nam Gu. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, thì như các bạn đã biết thì mùa igu nó sắp tới ha. Igu nó đang trong cái giai đoạn là mùa phối. Thì sau khi mà phối đậu thành công thì con cái nó sẽ ôm trứng khoảng chừng 60 ngày là đầu nó sẽ đẻ. Tuy nhiên là cái con số này nó không có chính xác. Có con thì nó năm mấy ngày đẻ, có con thì bảy mấy ngày mới đẻ. Nói chung là nó có cái độ chênh lệch chứ nó không phải chính xác là ví dụ hôm nay đầu tháng ví dụ như hôm nay ngày 15 mình cứ cộng thêm 15 cộng thêm 60 ngày vô nữa là sẽ ra ngày nó đẻ, thì nó không chính xác như vậy được. Cho nên là chúng ta phải cần chuẩn bị để khi mà nó đẻ bất chợt thì cái trứng nó vẫn được bảo quản tốt nhất có thể. Tại vì chúng ta còn phải đi làm nữa chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta ngồi ở nhà chúng ta canh nó đẻ được. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ qua những cái biểu hiện của con cái nó sắp đẻ. Thì tầm khoảng chừng nửa tháng trước khi đẻ, con cái nó sẽ có những cái hành vi để chúng ta xác định là nó sắp đẻ. Hành vi đó là hành vi cào ổ, cào chuồng. Nếu mà chúng ta để trong cái chuồng sắt á thì nó sẽ cào, nó cào lưới, nó cào chuồng ha. Thì cái động tác này ở trong tự nhiên á, nó sẽ là đào hang ở dưới đất. Cái này là cái bản năng của nó, trong tự nhiên là nó sẽ đi tìm cái miếng đất nào khô ráo, có độ ẩm phù hợp, có nhiệt độ phù hợp đó. Theo bình thường là nó sẽ đào nhiều chỗ á. Ví dụ như có thể là bạn thấy nó đào chỗ này, nó đào nửa đường ấy, ở trong tự nhiên đó nha, nó đào nửa đường ấy, nó bỏ đi. Có nghĩa là cái chỗ này nó sau khi nó đào xuống thì nó thấy có thể là ẩm quá, khô quá gì đó, không phù hợp cho trứng nó phát triển tốt, nó bỏ đi đâu khác nó đào. Thì con nỉển nhà mình lần trước các bạn thấy là nó đào tứ lung tung hết. Nó đào 5-7 chỗ, cuối cùng nó mới chọn được một chỗ để nó đào xuống. Thì con igu nó cũng tương tự như vậy. Thì khoảng chừng 15-20 ngày trước khi nó đẻ đó, nó sẽ có cái hành vi là cào chuồng. Thì cái hành vi này nói là ở trong tự nhiên là nó sẽ đi đào hang để mà nó đẻ trứng vô đó. Nó tìm cái vị trí thích hợp. Đồng thời á, cái động tác mà nó đào á, tay chân cũng đào nha các bạn. Tay cào, chân thì bươi lên. Thì cái hành động này nó sẽ sắp những cái trứng lại với nhau, cho nó vô cái nó nằm thẳng trục. Thẳng trục thì nó ra nó mới ngọt. Có những trường hợp nó tắc trứng á. Nó tắc trứng là ví dụ như cái trứng á, nguyên một cái dây trứng nó sẽ là như thế này. Đó, ví dụ như nguyên một cái dây trứng nó sẽ xếp thẳng đường như thế này á, thì nó sẽ tới lúc nó đẻ rất là thuận lợi. Nó đẩy cái là ra ngoài luôn. Đó, ra từng trứng trứng. Còn cái trường hợp tắc trứng á, nhiều khi nó chỉ cần nằm lệch vậy thôi là tắc trứng nha các bạn. Tại vì nó không có đẩy trúng ngay cái tâm. Thấy không? Cái này ví dụ như cái này là cái trứng ở trên nè, nó đẩy xuống trứng ở dưới nè. Thì trứng ở dưới nó sẽ khi mà nó nằm méo vậy nó sẽ cái xu hướng lệch qua vậy chứ nó không có đi ra ngoài được. Thấy không? Thì cái nhiều khi nó bị như vậy nè. Đó. Nó bị như vậy là coi như thằng này mà có nó rặn á, nó rặn thằng này là cái trứng trước ở trên nha. Cái này ở dưới gần hậu môn hơn nè. Nếu mà chỉ cần nó nằm lệch vậy thôi, cái trứng này trên đẩy xuống thì cái trứng này nó sẽ bị lệch qua bên chứ nó không có đi ra ngoài. Xong bắt đầu nó dồn cục ở đó, nó dẫn đến là tình trạng bị tắc trứng. Là tắc trứng thì cái khả năng mà tử vong khá là cao. Nếu như chúng ta không có đi mổ kịp là con cái nó sẽ kiệt sức nó chết luôn. Và thường những cái trứng mà mình mổ để mình lấy ra từ cái bụng của con cái á, thì ấp tỷ lệ thành công rất là thấp luôn. 99,9% là sẽ hư. Rất là ít người ấp cho nó thật được. Mình có một lần con cái nó chết luôn. Sáng mình ra mình thấy nó chết. Xong mình đi mổ cái trứng ra mình đi ấp thì không biết lần đó may mắn như thế nào mà mình lại ấp nở được cái trứng đó, cái ổ trứng đó. Mặc dù con cái đã chết hẳn luôn rồi, có nghĩa là cái trứng bên trong nó ngợp luôn rồi. Mà không biết sao lại nở rất là tốt. Còn những lần sau đó thì cũng gặp rất là nhiều lần, mấy chục lần luôn là con cái nó bị chết. Rồi mổ bụng lấy trứng ra đem ấp nhưng mà chưa lần nào thành công cả. Thì cái vấn đề tắc trứng nó vậy đó, nhiều khi nó chỉ cần lệch vậy thôi. Cho nên là anh em lúc mà nó mang bầu tốt rồi á, có nhiều người nuôi cái chuồng quá nhỏ, con igu nó không có vận động. Con cái á, nó không có vận động.
nó cứ đút thúc đồ ăn vô cho nó ăn, nó mập thù lù ra nhưng mà lại không có vận động, rồi cuối cùng trứng thì phát triển quá to và nó bị lệch đó, dẫn đến tình trạng là bị tắc trứng. Cho nên là khi mà có con cái thì anh em nuôi cho ăn cái thức ăn nó cũng vừa thôi và đầy đủ dinh dưỡng, chứ đừng có cho ăn theo kiểu mà độn bí đỏ vô cho nó ăn cho mập nó thù lù ra, rồi kết hợp với trứng nó phát triển tốt nữa là nó chèn lên cơ quan nội tạng hoặc là nó sẽ gây tắc, gây kẹt ở trong bụng đó. Đó thì nó dẫn đến tình trạng tắc trứng. Cái thứ hai nữa phải cho nó vận động nhiều, phải cho nó đào nhiều để nó sắp cái trứng lại ha. Vừa là vận động mà nó vừa sắp cái trứng nè các bạn, hình dung không? Ví dụ nó đang lệch vậy đi mà cái hành động đào của nó sẽ khi mà nó đào nó sẽ vậy trứng nó sẽ đầu nó nằm trên một cái trục, rồi nó dễ ra hơn ha. Thì khoảng 15-20 ngày trước khi mà nó đẻ nó sẽ có cái hành vi đào ha, đó là cái nhất. Khoảng một tuần trước khi nó đẻ nó sẽ bỏ ăn đó, thì anh em theo dõi mấy cái yếu tố này để mà quan sát. Rồi nó sẽ bỏ ăn, đồng thời là cái đuôi của nó sẽ bị teo lại, lòi ra hai cục xương y như là con igu bị teo đuôi luôn đó. Đó là những cái dấu hiệu con igu nó sắp đẻ đó. Thì mà con igu nào mà nó đẻ tốt bạn là trong vòng khoảng chừng 15-20 phút là đẻ sạch, nó ra hết luôn. Còn các bạn thấy mà con igu mà nó cứ đẻ lắc nhắc á, đẻ ăn trứng, nửa tiếng sau đẻ ăn trứng, qua ngày mai đẻ ăn trứng là trứng đó tỷ lệ đạt rất là thấp, thường trứng bên trong nó bị hư hết rồi. Còn trứng nó khỏe như mình nói, nó làm một cái ào 15-20 phút là nó ra hết. Thì mình sẽ thị phạm cho các bạn coi là để cho con igu nó có cái không gian để nó vận động, nó đào để nó sắp trứng nè, rồi nó và bảo quản cái trứng tốt nhất á, thì chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì? Thì chúng ta cần phải chuẩn bị một cái gọi là một cái lồng đẻ ha, để mô phỏng nó. Đây mình lấy cái thùng này đi, bây giờ tạm để mấy cái bạn cá beta này xuống. Mỗi lần mà quay clip á bạn, quay cũng mệt, xong rồi bày biện ra để quay, xong rồi lát phải dọn dẹp vô chỗ cũ nữa, cũng mệt luôn. Coi trong này có gì không, nặng nặng nè. Cái đèn. Ây da, không cắm. Rồi. Ok, trên tay mình á là một cái thùng nhựa. Cái này có thể tích là 120 lít. Đây. Thì một cái thùng không như vậy. Có thể là các bạn ở đây á, là mình thị phạm cho các bạn này, mình sử dụng cái đất ấp này. Anh em nếu mà nói về cái chất nền để cho con igu nó đào á, đẻ vô á, thì anh em có thể sử dụng cát cũng được ha. Cát xong rồi mình đem vô lồng ấp thì mình xài cái này. Còn cái này mình sẽ để trong chuồng của nó nè, là một cái lồng ấp. Sắp tới là nhiều việc nữa. Rồi, tạm thời là vậy. Anh em cho cái cát xây dựng á, hoặc là anh em nào mà có dư mấy cái này. Nếu như mà năm ngoái mà anh em có xài mấy cái đất ấp này rồi, năm nay anh em muốn đầu tư cái mới thì anh em có thể sử dụng cái đất ấp cũ này làm cái chất nền cho đào ha. Đó thì anh em đổ với nhất là khoảng nửa cái thùng này. Rồi, có bạn á thì đẩy cái nắp lại, có bạn thì sẽ khoét, cắt cái chỗ này đi, chống ra, làm cho chỗ nó bò vô. Đó, khoét có thể là 1/3 cái nắp thùng này ha, cho nó chống để con igu nó đè vô, nó chui vô đây nó đào. Thì con igu á khoảng chừng 15-20 ngày trước khi mà nó đẻ nó sẽ chui vô đây. Đầu nó đào. Ừ, nếu mà anh em xài cái này hoặc là cái chất nền nào cũng được á, thì anh em nhớ xịt ẩm. Xịt ẩm một lớp cho cái đất nó dẻ lại. Mục đích nó dẻ lại là để khi nó đào hang, cái hang nó không bị sập đó, chứ còn để mà nó khô quá là nó sập ha. Thì chúng ta cho nước hơi ẩm ẩm thôi đó, cho này. Với lại cái nước ở trong cái này đó, nó mát, nó sẽ bảo quản trứng được tốt hơn. Rồi, ok, em quay vô đây nè.
Thì trước 15-20 ngày á, là con igu nó sẽ bắt đầu đào ha. Đào. Nó đào bên này đã xong nó quay qua đây đào, nó lắp bên kia lại. Thì kệ nó. Đây là một cái công việc mà theo cái bản năng sắp tới lúc nó đẻ nó sẽ làm như vậy. Thì giống như mình có giải thích ngay đầu clip rồi, là nó vừa vận động mà vừa sắp trứng nữa. Đó. Rồi nó cứ đào vòng vòng vậy. Thì anh em sẽ bỏ cái này trong cái chuồng của nó luôn. Thì tùy cái chuồng của mình lớn hay nhỏ mà mình sử dụng, nhưng mà cái thùng này không nên quá nhỏ ha, để con igu nó chui vô nó đẻ trứng ở trong đó. Thì cái trứng của iguana là cái trứng mềm, vỏ nó là vỏ mềm, nó sẽ có cái độ đàn hồi. Thì lúc mà mới đẻ thì nó nhỏ, nhưng mà khi mà cái trứng nó phát triển tốt, từ từ nó sẽ to căng tròn ra, nó bự hơn cái trứng ban đầu. Cho nên á, có nhiều bạn á là cả năm trời chăm sóc igu rồi, có ý định là sẽ trải nghiệm sinh sản các thứ, nhưng mà lại thiếu sự chuẩn bị đó, không có chuẩn bị những cái thùng đẻ cho nó như thế này. Thế rồi buổi sáng đi làm thì ở nhà nó đẻ, thì khi nó đẻ nó đẻ gớt dưới đất, hoặc nó đẻ khơi khơi trên cái nền lưới, rồi dưới tác động của nắng của gió thì nó làm cái vỏ trứng nó bị chai, nó mất cái độ đàn hồi đi, thì cái trứng nó bị hư đó. Thì mình chỉ anh em một cái cách này để cho anh em chuẩn bị cho nó tốt. Anh em cứ đi làm thoải mái, ở nhà nó đẻ trứng vô trong này, thì thứ nhất là nó sẽ đào sâu dưới này và nó đẻ trứng vô đây. Nó sẽ đẻ trứng vô đây ha. Xong rồi nó sẽ lắp lớp lại. Thì là cái trứng sẽ được bảo quản ở trong này, là tránh được cái tác động của nắng và gió. Thì cái trứng nó sẽ coi như là nó đẻ vô đây là có độ ẩm và không có bị nắng đâu này nọ, là cái vỏ trứng nó vẫn có cái độ đàn hồi tốt. Chiều tối anh em đi làm về, đầu anh em mới thu hoạch lụm trứng ra bỏ vô lồng ngắp đồ này nọ thứ, là nó vẫn bảo quản được tốt. Còn anh em cho nó đẻ khơi khơi ở trên cái mặt đất là hư chắc, chỉ cần 10 phút thôi là hư trứng liền. Cho nên có nhiều bạn chuẩn bị cả năm trời đủ thứ vấn đề, nhưng mà tới cái khâu cuối cùng này nè, lại là không, khâu này cũng chưa phải cuối cùng nữa, cái khâu mà thu hoạch trứng này nè, thì lại là sơ sài cẩu thả, dẫn đến cái mùa đó là chất quất luôn. Một năm nó đẻ có một lần thôi ha. Thì cái công việc mà sinh sản iguana nó rất là nhiều khâu, mà mỗi khâu á nó đều có cái tính quyết định trong đó cả. Ví dụ như nó có 8 công việc phải làm, mà cứ gãy câu nào là gãy luôn nguyên cái sự kiện đó luôn á, nguyên cái công trình đó luôn á. À, của bà nội mua cho đúng không? Cảm ơn bà nội chưa? Ok. Rồi, ok các bạn, vậy bây giờ nha. Mình sẽ làm con igu Nam gu, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn coi. Giờ sắp tới đẻ rồi, nửa tháng nó đẻ, đầu đào, chú vô đào. Đào xong đẻ trứng. Đẻ trứng xong lấp lại. Rồi, lúc này là con igu, cái con cái, cái bụng nó xẹp lép luôn các bạn. Nó đẻ xong nó sẽ bò ra ngoài. Đó, thì các bạn thấy là nó đẻ xong nó sẽ lắp trứng như vậy, rất là kín đáo, an toàn, không bị nắng gió tác động. Rồi nó đi ra ngoài, chiều tối các bạn đi làm về, các bạn sẽ thăm chuồng, nhìn coi cái bụng con cái nó còn to hay nhỏ. Nếu mà thấy nó to thì có nghĩa là chưa đẻ, mà nhỏ thì đẻ rồi. Nếu đẻ rồi thì bắt đầu mình đi thu hoạch nha. Rồi, để thu hoạch thì đầu tiên là chúng ta chuẩn bị một cái thùng 15 lít. Trong này có đất ấp, xịt ẩm cho nó, và kiểm tra coi cái độ ẩm của nó tới chưa, vừa đủ chưa, có bị chảy nước ra ngoài hay không, hoặc là có bị rời rạc cái cục này hay không. Đó, như vậy là ok nè, bóp chặt lại mà vẫn tạo khối mà không chảy nước ra ngoài ha. Rồi, bắt đầu giờ khai thác. Đào nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ coi trứng nó nằm ở chỗ nào, y như là cái gì các bạn, khảo cổ. Ô, thấy trứng ở kia đó, đâu làm cho nhẹ ra đó. Ồ, thấy trứng rồi, đó. Rồi mình tịnh tiến thôi, tịnh tiến lên đây, nhớ cạnh mặt phôi nha, đặt nhẹ nhàng vô đây. Làm y như thiệt luôn các bạn. Nên này sắp được làm thiệt vậy rồi.
nha, đừng có cầm lên lắc tới lắc lui hoặc là gớt tới gớt lui đồ này nọ cái thứ ha. Đó, tịnh tiến nhẹ nhàng lên nè, coi coi mặt phôi nó rõ hay không, cái bút đâu rồi đó, nếu mà muốn tò mò nhìn nữa soi cái bút vô nhìn coi mặt phôi nó dày máu không đó, dày máu đầu tịnh tiến đặt qua đây, tiếp tục đây phôi nè, phôi to chưa các bạn, phôi to chưa đó, đó đặt vô đây xếp đều ngay ngắn. Có những con mà nó bị thiếu chất á, những con cái mà thiếu dinh dưỡng á, nó đẻ cái trứng vỏ trứng nó mỏng lét à, nhiều khi bạn đụng vô nó rách luôn. Có thêm một cái nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái lồng đẻ như thế này á, con hiu nó đào á, xong rồi nó đẻ trứng vô lắp lại, nó sẽ ít có trường hợp nó cái gọi là thất bởi gì gọi là hao hụt do cái móng của nó cào trúng cái trứng, cái móng nó mà cào trúng cái trứng một cái gắt cái trứng là trứng hư, hoặc là nó bị xước cái trứng một cái thì đó là cái nơi để con nấm mốc nó xâm nhập vô nó làm hư nguyên cái trứng. Cho nên á, các bạn đẻ cho nó đẻ khơi khơi bên ngoài á, rất là hao hụt rất là nhiều. Bạn làm cái lồng này là nó đỡ cái vụ mà cái móng nó móc vô cái trứng nữa. Nếu mà nó đẻ khơi khơi lên nó quay tới quay lui, nó sàn tới sàn lui là móc hư trứng hết ha. Rồi trầu nhiều ta, năm nay sai à. Đó, nhiều quá là dư rồi, hết bỏ vô đây vừa. Rồi tiếp theo là bỏ một chén nước ở đây. Thì cái chén nước này mục đích đó là trong quá trình 90 ngày đó cái hơi nước nó sẽ bay từ cái đất ấp này nó thất thoát. Thì cái chén nước này mình để đây là nó sẽ bổ sung cái lượng nước thất thoát đi, đúng không? Sau đó mình đậy nắp lại. Thùng này là thùng nào đây? Thùng này chắc phải xài nắp này. Rồi đậy nắp kín lại, đem vô cái chỗ mà cái khu vực nào mà mình đã canh được cái nhiệt độ của nó ở trong cái tầm đó. Nói chung cái việc chỗ nào mà bạn dự tính để các bạn ấp trứng thì bạn đem vô để chổng, khiên nhẹ nhàng. Có nhiều người lộng cộng, mình cũng bị một lần té. Còn kỹ kỹ lo đi nhòm trứng không à, dấp cái té quăng nguyên cái thao luôn. Rồi banh luôn. Đó. Thì cái lợi ích của cái việc này á là nó sẽ bảo quản trứng rất là tốt. Anh em cứ đi làm thoải mái, không có cần lo lắng. Cái mùa trứng này nè, anh em đi làm á, nếu mà không có sự chuẩn bị á, hoặc là nếu mà có sự chuẩn bị thì cũng rất là hồi hộp luôn. Đi mà cứ canh coi camera hoài, không biết khi nào nó đẻ. Rồi còn nhiều khi đang đi làm mà thấy nhà đẻ xả trứng trắng đầy ở dưới luôn, hết làm ăn luôn. Tại vì kiểu đó là hư chắc rồi, chạy về cũng không kịp. Rồi ngồi ở chỗ làm thì cũng không có yên tâm mà làm nữa. Cho nên đây là một cái cách rất là ok ha. Mấy năm trước á thì nói chung là cái mùa Eagle nó đẻ đó, thì mình sắp xếp những cái công việc khác của mình để mình dành cái thời gian mình ngồi ở nhà mình canh nó đẻ. Tại vì mình thích cái cảm giác thấy nó đẻ ra từng trứng một. Nhưng mà năm nay mình có nhiều cái dự án mới triển khai, đi quay đi quyết rồi làm đủ thứ cái, cho nên năm nay mình cũng sẽ chuẩn bị những cái thùng ấp này. Tại vì năm nay mình bận hơn năm ngoái rất là nhiều rồi, mình sẽ làm những cái này để nó bảo quản tốt nhất. Thì như mình thì mình làm những cái dòng gen nó quý hiếm không à, nó cao cao không à, cho nên nếu mà có thất thoát cái nào đi nữa, dù là một trứng thì nó cũng rất là phí. Nhiều khi nó ra con Dracula hay ra con zombie thì sao, uổng không? Thì á, nếu mà mình tính cách của mình mà nó ẩu tả là mình sẽ không có hiệu quả. Cho nên là đây là những cái kinh nghiệm mình đã trải qua rồi, cho nên là chia sẻ với các bạn để chuẩn bị. Rất là đơn giản, các bạn thấy không? Các bạn chỉ cần quăng cái thùng này vô, có cái chất nền ở trong đó thôi, bản năng nó sẽ tự vô đào. Thì cái công việc đào này nó mang lại những cái lợi ích thiết thực như vậy đó. Thì mình vừa phân tích cho các bạn coi ha, sẽ giúp cho nó dễ đẻ hơn, khả năng hao hụt trứng thấp hơn, mình thì cũng an tâm hơn. Rồi khi cuối ngày đi làm về thu hoạch được cái lượng trứng nó tốt hơn nữa, không có hạn chế thấp nhất cái sự thất thoát. Ok các bạn, chúc các bạn có một mùa mới thật sự là thành công và thuận lợi ha. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Bye bye.